đội Thác Công Lipa, nước thân thể của nước bạn lên của mày. Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho máy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha anh em. Tiếp tục hôm nay là một cái con game có tên là LOK2. Ngay vào luôn cái server thằng ma. Hôm nay mình sẽ ngoại lại xin phép và mạo muội làm về một con nhân vật nữ có tên là Sum trong ba hệ nhân vật nữ ở con game mua quyền thoại có tên là Sum nè, Fay nè và GL. Từ xe sành 6 tới xe sành 10 nha anh em. Còn xe sành 11, 12 cho tới 18 thì nó sẽ có thêm những cái lớp nhân vật khác nữa. Tóm tắt một chút xíu giới thiệu về Sum. Đây là một pháp sư triệu hồi. Nhân vật Sum chơi theo hệ là pháp sư, nó cũng y chang Rách Quai luôn, cộng theo hướng Angi và Mana. Cô ấy có nhiều chiêu thức rất là kỳ quặc anh em à. Có những cái skill triệu hồi. Triệu hồi là sao? Nó cũng như có những cái kỹ năng là ma công nè, là triệu hồi những cái linh hồn qua vòng vòng. Tiếp theo đó là nó có một cái kỹ năng ngu ngủ cực kỳ khó chịu ở một cái phiên bản này. Có một cái kỹ năng là phản thồi sát thương. Trong khi đó những cái class khác thì chúng ta phải mặc đồ phản sát thương, còn không nhân vật Sum này nó chỉ có một cái búp là phản sát thương luôn. Tùy theo phiên bản lúc trước á, thì phiên bản cái con game lớp 2 này nó sẽ cho con Sum là phản 100%. Tùy theo phiên bản mà AD hoặc là mod người ta sẽ sắp ra. Hôm nay là mình sắp sửa giới thiệu review cho anh em một cái cây đồ cực kỳ là ngon của cái con Sum ngay vào luôn server thằng ma. Những anh em nào mà chưa có bến dừng, chưa có bến đổ hay là chưa có cái gì để mà mình trải nghiệm thì có thể là vào trong đây xem cái video của mình, ủng hộ một team, một chia sẻ, một like gì đó. Và vào trong đây báo lên cái tên để mình hỗ trợ cho anh em là ALL từ A tới Á hết. Không thiếu cái món gì trên người hết anh em ạ. Như ví dụ là hỗ trợ cho anh em là một bộ đồ, hỗ trợ anh em một cái win, hỗ trợ anh em một cái công cụ. Đồ á thì là đồ cấp 7, win thì là win level 3, công cụ là công cụ gồng nha anh em. Đặc biệt là hỗ trợ cho anh em mát cái lần reset ngày luôn. Sơ lược về em ấy thì không ít thì nhiều, những anh em game thủ thì đã có biết về class Sum này. Và những anh em nào chưa chơi, chưa biết thì có thể là vào trong đây để nghe mình review. Tiếp theo là một cái bảng điểm chân thật mà mình đã cộng cho em ấy. STG thì các anh em cộng vừa để mặc đồ. Anh ghi các anh em cộng từ là 10, 15, 20 hoặc là 25 đảo lại là như vậy nó đã ok rồi. Còn bao nhiêu thì chúng ta cộng hết vào mana. Lưu ý đây là cái cách cộng để mà mình chơi in farm quái, tăng level, tăng master. Còn nếu mà đổi đi BK thì các anh em cũng cộng y chang như vậy luôn. Nhưng mà hạ anh ghi thấp xuống, hạ NE thấp xuống để chia vậy anh em, để dồn vô trong HP để mình có một cái lượng HP chống chịu với mọi kẻ thù nha. Và tiếp theo mình sẽ đi một cái map khác để mình farm cho anh em xem. Và ở đây là một cái chỗ để chạy level rất là quen thuộc của anh em chơi cái con game là LOK2. Những cái server thời kỳ đầu đâu có ra bãi whip, nó chỉ có là những cái bãi mà whip theo cái hiện trạng của map. Theo hiện trạng của map là sao thì các anh em lợi những cái bãi quái nào đông con, đông quái thì các anh em farm. Chứ bây giờ thì bên server bên mình sẽ có phân ganh ra những cái map whip để mình nhắc lại cho anh em biết nha. Nếu mà ở một cái map whip gần nhất là các anh em ở chế độ là 20 level, các anh em nhảy qua là Divas 4 cho mình. Thứ hai là các anh em nhảy qua bên lot 1 cũng có một cái map whip. Và tiếp theo là các anh em lên level 150, các anh em nhảy lên trên là Aya cho mình. Và không ngừng lại ở đó, anh em có thể là lên trên Bagat nè và lên trên Gakion. Thì chút nữa mình sẽ đi một vòng cho anh em xem. Sẵn tiện chờ level thì mình vào trong đây mình review một chút xíu thông tin cơ bản về một cái bộ đồ mà mình đang sở hữu trên người. Các anh em không cần phải quá cao sang, quá cầu kỳ hay là quá whip bờ gồ. Các anh em chỉ cần có được một cái bộ giáp trụ, có được một cái công cụ và có được một cái win là chúng ta có thể là trải nghiệm được rồi. Công cụ đó kiếm ở đâu, win nó kiếm ở đâu và đồ đó kiếm ở đâu, các anh em khỏi cần đi kiếm. Các anh em chỉ cần bỏ thời gian, các anh em xài cái phiên bản anh này rồi, các anh em lên trên là CH Play gõ cho mình là LOK2. Còn nếu anh em xài bên hệ là iOS thì các anh em vào trong App Store gõ cho mình là cái từ là For Mu 2, cho nó mình sẽ đỡ những cái tên nó trên màn hình. Các anh em có thể là vào trong đây để mà tải về trong đây tạo con nhân vật, cầm cái máy lên, nhắc máy lên, liên hệ cho mình là các anh em sẽ được 50 mét gen. 50 mét gen các em có thể là đi làm nhiệm vụ nè, các anh em có thể là đi mua kỹ năng nè, các anh em có thể đi reset. Và đặc biệt reset 5 lần các anh em alo cho mình thì các anh em sẽ được tặng full đồ, một cái bộ đồ cấp 7 2 up, một cái win 3, một cái công cụ gồng còn gọi là vũ khí gồng 2 up. Đặc biệt là max reset chỉ thấp hơn top 10 lần. Nói tới đây thì phải review cho nó chót anh em à. Hiện tại á thì top nó đang ở chỉ số là 2740 thì sẽ tặng cho anh em là 2730. Ok chưa? Anh em nào thấy ok hãy nhanh tay bấm like liền nha anh em.
Tiếp theo là mình sẽ vào trong đây cho anh em xem. Đầu tiên là mình sẽ review một cái win trước. Lúc trước á thì mình review là set đồ qua vũ khí nhẫn dây chuyền, mình sẽ qua win. Còn bây giờ mình sẽ review cái win trước. Cái win của mình nó là một cái win rất là cùi bắp, nó chỉ có ở một cấp độ đó là level 3, là sát thương thêm của mình là 45% và hấp thụ sát thương chỉ có là 45%, tại vì nó ở chế độ cộng không. Và đặc biệt đồ bên mình các anh em mà có thể là cộng lên cao, các anh em có thể là tự mua bán trao đổi giao dịch các kiểu. Còn đồ mà chưa có gì hết, các em là không có trao đổi mua bán được nha. Nếu mà trao đổi mua bán mà tình cờ ông mod mà ông phát hiện được thì ông lại lóc ạt anh em. Và cái win của mình nó không có cái dòng là mana lúc, nó chỉ có là một cái dòng là phản lại sát thương. Nếu mà nó nằm ở tình trạng là 5% mana lúc nữa thì nó sẽ ngon hơn phản sát thương rất nhiều. Đồ của mình nó là chỉ bộ đồ là 380 nè, và có hai dòng sát thương chuẩn, có hai up hoàn hảo chuẩn. Hoàn hảo chuẩn là sao, là giảm sát thương của đối thủ và khả năng né. Mình không lấy phản, mình không lấy HP mà sẽ lấy hai up chuẩn là giảm sát thương và né. Kèm theo đó là mình có 5 up socket mà chưa khám anh em ạ. Đồ của mình chỉ có cộng 9 thôi. Và lực chống đỡ của cái mũ của mình là được 185. Tiếp theo đó là một cái áo cũng vậy thôi, một cái bộ đồ là 380, còn gọi là Lilium. Đó, cái tên khó đọc lắm anh em ạ. Tại vì đây là một cái triệu hồi sư, nó đi theo cái bóng của con nách quay. Và cái áo mình cũng vậy luôn, cái áo của mình là cũng là hai ốp chuẩn nha, 44 nè. Ở cái một cái phiên bản PC mà các anh em có được những cái ốp như gì mà các anh em cộng lên chín nữa thì nó cực kỳ là đắt, cực kỳ là quýt nha anh em. Còn phiên bản của mình á, các anh em vào là sẽ được tặng luôn, khỏi cần phải đi kiếm gì hết. Và giới thiệu cho anh biết, trên người của mình là 5 món in một luôn, nó không khác chút xíu nào hết, nó chỉ khác là cái tên thôi anh em ạ. À, ở đây là cái mũ, và đây là một cái áo, đây là một cái quần, đây là một cái tay. Trên người mình là full đồ 380, cũng là hai ốp cộng chín, không có gì quá cao sang nha. Hiện tại sắp kết đó, ở server người ta lên đã khá cao rồi. Và các anh em muốn mà nâng cấp đồ hay là muốn gớt lúa ủng hộ server, là nâng cấp đồ, mua đồ hay là mua đồng con gì đó, thì các anh em có thể là liên hệ bên mình có bán là từ đồ cấp thấp tới đồ cấp cao tới đồ siêu cấp bờ gồ, có bán luôn đồng đây con, để cho các anh em vào trong đây trải nghiệm. Muốn mua cái gì thì mua, muốn xài cái gì thì xài. Và đặc biệt thì mình có cây công cụ gồng, các em nhìn vô các em thấy không, chuẩn của PC chưa? Tại vì mình không chỉnh mắc pin, mình chỉnh ở một chế độ là full thôi, chứ mình không có để chỉnh chế độ là OLED item. OLED item nó sẽ làm sáng cái cây vũ khí của mình lên gấp 3 gấp 4 lần. Còn hiện tại mình nó thì chỉ để là mặc định, đặng các em thấy là một cái cây công cụ gồng chân thực nhất có thể. Đây là một cái cây kit, và bên đây là mình có một cái quyển sách lõm mua ở trên shop. Thì quyển sách này cho chúng ta là 79% phép, và tuyệt chiêu của nó là tuyệt chiêu ma công nha. Và ở đây cái kit của mình cũng vậy, đây mình sẽ bấm vô cái kit của mình. Chế độ cấp của nó là cao thứ hai, tại hiện giờ nó có là một cây vũ khí thần binh nên nó sẽ tụt xuống vị trí thứ hai. Nếu mà không có thần binh, nó là một cái vị trí đứng đầu của một con game, thì các anh em thấy lực tấn công của nó kinh khủng không? 9.265, khi mà nó mắc pin lên nó sẽ là 11.675, và không ngừng ở đó các anh em nhìn vô nè, tăng là 600% phép. Mình được hai ốp nha, một ốp hoàn hảo của mình là 10% và gia thêm sát thương là 4%, và những anh bờ gồ người ta có thể là nâng cấp lên là sát thương thêm là 5%, 6%, 7%, 8%, người ta có thể nâng lên. Người ta có lúa nhiều người ta có thể là nâng lên hết, chứ không phải mặc định là như gì. Các anh em có lúa là các anh em có thể là nâng cái chỉ số là lên được hết, và nâng ở đâu thì các anh em có thể là liên hệ bên mình để nâng, bên mình có nâng hết. Ở đây cái cây của mình chỉ có là một ốp socket thôi, không có gì nhiều. Và mình đang dùng một cái con gấu này mua trên shop trị giá là 10 mét gen. Ở đây mình có một cái bùa S cũng là mua trên shop luôn, chỉ có là 2 mét gen thôi anh em ạ. À, mình sẽ lên trên map là ta căn 2 467.000 nha. Khi mà mình boost đây, ở đây là một cái chỉ số boost là tăng sát thương thêm, mình boost một cái là phản sát thương, rồi mình thả palm kill xem là cái chỉ số mắc binh của nó là được bao nhiêu. Hôm nãy là 467.000, hiện tại mình búp lên là được là 494.000 nha anh em, nó lên rất là to luôn. Mình sẽ lên trên map là Aya cho anh em xem. Hiện tại là mình sẽ bước dần vô một cái map whip, rồi mình sẽ review tiếp cho anh em xem. Ở đây có một cái GF rất là siêu whip bờ, và ở đây không có người thì mình sẽ ở đây mình nhúng cho anh em xem. Nếu mà nói về sum mà đi farm á, thì nó là vô đối rồi anh em à. Kỹ năng farm xa, diện rộng và đam lại to thì mình kích quái là tốt, nhưng mà nói về cái độ BK thì các em phải có lên đồ chống chịu mấy BK người ta được. Tại hiện tại server thì anh em đã lên một số đồ cũng khá khá rồi. Nếu mà đối với tầm trung newbie thì anh em lên cũng là tương đối tốt, còn nói với mà top với siêu whip bờ gồ thì người ta đã lên rất là whip rồi. Một cái câu hỏi to đùng nó sẽ hiện ra với anh em, newbie thì làm sao vào trong đây chơi? Cái đó là một cái tư duy và một cái suy nghĩ rất là nông cạn. Tại vì khi mà các anh em bước vào trong đây đã trải nghiệm thì người khác cũng bước vào trong đây trải nghiệm, và người khác nữa cũng bước vào trong đây. Thì mình dùng cái set tân thủ của bên mình tặng thì các anh em có thể là fan với những người tân thủ,
Các anh em đừng có lấy sếp tân thủ mà các anh em đi phan những người mà người ta đã đầu tư, phan với những ông top, cái đó là không có được đâu. Ông top ông chạy mắt dép đó. Xong phần là win, set đồ, vũ khí và mình có một bộ nhẫn và dây chuyền. Bộ nhẫn và dây chuyền này thì bên mình cũng đang bán cho anh em luôn. Nếu mà cái hệ mà tầm trung thì nó chỉ là rất là rẻ, chưa tới 500k là có một bộ. Còn mà có thêm socket thì socket nó sẽ tùy theo cái túi tiền anh em. Liver 3, Liver 4, Liver 5, Liver 6, Liver 7 và Liver 8. Thì hiện tại Liver 5 là một cái mức độ trung bình nhất anh em có thể là đầu tư. Còn nếu 4 và 3 á, thì cũng được đi nhưng mà nó không có gọi là khỏe. Nó hơn những người newbie thôi. Đối với những người newbie, các em lên 3, lên 4 là các em có thể là fan newbie chạy bỏ dép. Còn nếu mà các em lên 5 thì các em có thể là cò nhây rất là nhiều. Trừ mấy ông top 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó thì còn lại các em fan hết. Tại vì mình mạnh nhất của một cái con game mô đó là win nè, vũ khí nè và bộ nhẫn và dây chuyền anh em à. Còn cái set đồ là chỉ tượng trưng cho cái thủ của chúng ta cao lên tí xíu thôi. Còn mà mình biết cộng đồ và một chút xíu gì đó là master nữa thì cái bộ đồ nó cũng không quá quan trọng. Quan trọng á là người ta chỉ có những cái bộ đồ người ta lấy 5 dòng socket để người ta khảm socket vô thôi. Còn cái cấp độ đồ á thì như ví dụ đấy, cái cấp độ bây giờ là block là mắc pin thì người ta không cần chơi block mà người ta chơi những cái set tân thủ thôi. Mà tân thủ thì người ta lên op nữa. Ví dụ tân thủ 2 up mà người ta bỏ tiền người ta lên 3 up, 4 up vẫn được bình thường thì set block vô người ta vẫn farm chèm bẹp bình thường anh em. Cái đó là rất đơn giản nha, chứ không phải như ví dụ mình ở một cái cấp độ là 380 thì các anh em sẽ thấy nó cái chỉ số chống đỡ nó sẽ thấp hơn block rất là nhiều. Nhưng mà các anh em lên cho mình là một ốp nữa, lên một ốp nữa và các anh em khảm cho mình full ở trên đây và chuẩn ở đây thì chúng ta có thể là cò nhây phan tất cả, phan a là lợn hết. Nhưng cái đó là một cái vấn đề ATM. Các anh em có lúa nhiều các anh em mới nghĩ tới chuyện đó, còn các anh em không có lúa thì các anh em chỉ cần là vào trong đây tạo một con nhân vật rồi nghe mình hướng dẫn, nghe mình review, hoặc là vào trong mỗi đêm 21 giờ mỗi ngày thì mình có like trên kênh TikTok của mình. Chừng nữa mình sẽ ghim cái link TikTok để cho các anh em vào trong đây xem ủng hộ. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cặn kẽ vì ở trên đây là mình không có thể làm hướng dẫn cầm tay các anh em mà để kẻ được. Ở TikTok thì mình có thể là cầm tay các anh em mình đồ cho các anh em được, còn ở đây mình sẽ review chung chung và giới thiệu quảng cáo cho server, review một con nhân vật, review đồ để cho các anh em biết nhìn lạ đẹp. Các anh em có thể là vào trong đây trải nghiệm. Và đây là một cái con game MU LOK2 server thằng ma nha anh em. Tiếp theo là một map whip thứ hai của mình lên, không phải là từ dưới điểm lên mà thứ hai nha. Đây là một cái map whip cuối cùng có tên là Gakion. Thì mình lên trên đây là mình sẽ farm cho nó một cái master cho nó nhanh nhất có thể. Thì từ nãy giờ không có bao lâu hết nhưng mà master của mình đã lên được 74 nha anh em, khá là nhanh. Và mình lên trên map là Kagutan, mình mua một cái kỹ năng phi tiêu. Kỹ năng phi tiêu này á, một số server là có consume mua là học liền luôn, còn một số server là các anh em phải sử dụng là từ con nách quay để mà mình chuyển qua cái consume nha. Thì ví dụ mình sẽ mua một cái Win Blades đi và mình sẽ học một cái kỹ năng này là nó báo là sẽ không cho mình học nha. Cách học của nó thì mình đã có nói với anh em rồi, các anh em chọn từ cái con nách quay. Đầu tiên các anh em sẽ chọn một con nách quay, xong rồi các anh em sẽ chuyển qua lại một cái consume. Như vậy là các anh em sẽ học được một cái skill phi tiêu là các anh em có thể là bơi cai rất là tốt. Chừng nữa mình sẽ làm cho anh em xem, cho anh em xem là cái lượng đam của nó khi đạt ở level 400 là nó sẽ như thế nào. Khi lên level 400 là cái lượng đam của nó sẽ to hơn nữa nha anh em. Clip sau là mình sẽ học một cái kỹ năng và mình đi BK cho anh em xem rất là nhiều. Cũng như thường lệ các anh em búp lên cho mình hai cái búp nha. Rồi các anh em ở đây các anh em sẽ farm, anh em thấy lượng đam như thế nào, rất là to nha. Ở trên đây là các anh em có thể là farm ngọc được luôn. Và server của mình chia ra hai cấp độ, một cấp là farm reset và farm master, còn một cấp độ thứ hai là chúng ta có thể là farm gen và farm được ngọc là nó ở bên server gen nha. Mình bấm vô bảng kỹ năng cho anh em xem. Hôm nãy thì nó chỉ là 71 thôi, bây giờ nó sẽ lên 77. Trên đây lượng S nó lên khá là to, tại hiện giờ ở đây là đang ở một cái chế độ là server S, còn gọi là sub S nha. Mình hay gọi là một cái sub S đó nè. 77, bấm ra cái nó sẽ nhảy vô 78 nha. Ở đây farm nó rất là tốt. Anh em có thể là lên luôn lách làm sao lên trên đây farm nha. Hiện tại thì anh em sẽ qua bên server gen, người ta cấm nhiều. Bên đây mình làm clip thì ở bên server S để cho nó ít lag. Còn tại vì ở bên server gen là người ta farm rất nhiều nên có tình trạng là lag nha anh em. Mình tại vì mình vừa quay rồi vừa làm nó sẽ hơi lag nhẹ, còn ở bên đây á thì nó cũng vẫn tốt. Người ta farm rất là nhiều thì người ta sẽ chạy reset ở đây xong người ta mới qua bên server gen, người ta cấm ngọc. Ngọc ở server này thì nó cũng trải nghiệm được chứ không có mà quá đắt đỏ. Mình sẽ vào lên tin cho anh em xem. Ngọc chỉ số là chỉ có 25 thôi. Nếu mà các anh em không có gen á thì các anh em có thể là farm những viên ngọc này rồi chúng ta bán ra một viên thì sẽ được là 500 mét gen.
Mình xài thoải mái vô tư luôn, chả phải xin ai cả. Vào trong đây mo thì người ta đã tặng đồ chơi thì các anh em có thể là tham khảo kênh mình, còn mà để mà tìm kiếm để khai thác phải dựa vào bản thân của anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn lại các anh em ở video clip lần sau. Video clip lần sau mình sẽ làm cho anh em biết là làm cách nào để cho chúng ta học được một cái skill là đách quay có tên là Win Blade, và cái con sum cũng vẫn là học được luôn nha. Chừng nữa mình sẽ học cho anh em xem.